Minh Khoa đã cho tự do xin kính chào quý khán thính giả Sau đây là điểm tin ngày 2 tháng 4 năm 2024 CBS Có thể Nga đã đưa cho Việt Nam công nghệ gây hội chứng Havana đối với nhiều quan chức Mỹ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên án việc kết án tù những nhà hoạt động tôn giáo người thượng và Kermit Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao làm việc về vụ thanh niên tử vong tại trụ sở Công an Long Thành, Hiệu trưởng và nguyên hiệu trưởng cao đẳng y tế Quảng Nam bị khởi tố vì gây thất thoát ngân sách hàng chục tỷ. Công an Phú Thọ bắt bốn người lừa đảo qua mạng. Đài truyền hình CBS mới đây đưa ra bằng chứng mới cho thấy Nga có thể có liên quan và có thể chính người Việt Nam đã được cung cấp công nghệ có thể gây ra hội chứng Havana cho nhiều quan chức Hoa Kỳ trước chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris tới Hà Nội năm 2021. Chuyến thăm của bà Kamala Harris tới Hà Nội hồi tháng 8 năm 2021 đã bị trì hoãn 3 tiếng do một sự cố sức khỏe bất thường. Theo thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội lúc đó, hội chứng Havana là thuật ngữ mà chính phủ Mỹ thường dành cho cái gọi là các cuộc tấn công hội chứng Havana, một căn bệnh bí ẩn xảy ra với nhiều nhân viên ngoại giao Mỹ trong những năm gần đây với những triệu chứng như buồn nôn, chóng mặt, đau nửa đầu và các vấn đề về thị giác và thính giác có thể tồn tại trong một thời gian dài. Căn bệnh này lần đầu tiên được báo cáo bởi quan chức của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở thủ đô La Habana của Cuba vào năm 2016. Theo nội dung của chương trình 60 phút 60 minutes mà đài CBS Mỹ phát sóng tối ngày 31 tháng 3, những triệu chứng của căn bệnh này xảy ra với hai nhân viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam và chín viên chức khác của Bộ Quốc phòng tới Hà Nội từ trước để chuẩn bị cho chuyến thăm nói trên. Tuy nhiên, sự cố không ảnh hưởng tới chuyến thăm của bà Harris, ngoài việc phái đoàn của bà phải ở lại Singapore thêm 3 tiếng. Một số nhân viên bị ảnh hưởng bởi hội chứng Havana được đưa ra ngoài Việt Nam. Trong khi phía Mỹ không thể xác nhận nguyên nhân gây ra sự cố này, các chuyên gia được phỏng vấn trong chương trình nói rằng vụ việc liên quan đến các cuộc tấn công có chủ đích bằng sóng âm hoặc vi sóng. Các nhà báo của chương trình đã điều tra những cuộc tấn công này trong hơn 5 năm, trong khi ở Hà Nội, một nguồn tin cho rằng phía Việt Nam đã được cung cấp một loại công nghệ nào đó có thể gây ra vụ tấn công gây hội chứng Havana. Theo nguồn tin, người Việt Nam có thể đã được yêu cầu sử dụng công nghệ này để nghe lén người Mỹ trước chuyến đi của bà Harris, nhưng Hà Nội có thể không biết rằng những công nghệ này có thể gây hại lên chính những người bị nghe lén. Đài Á Châu Tự Do không thể kiểm chứng độc lập các thông tin mà đài CBS đưa ra bình luận về những thông tin của đài truyền hình Mỹ, giáo sư Kantaya thuộc Học viện Quốc phòng Úc trong email gửi đài Á Châu Tự Do ngày 2 tháng 4 cho rằng nếu câu chuyện của CBS là chính xác thì chính phủ Việt Nam nên hợp tác đầy đủ với chính phủ Hoa Kỳ. Nếu chưa làm như vậy vì Việt Nam chịu trách nhiệm về an ninh của các đại diện nước ngoài trong các chuyến thăm chính thức. Tuy nhiên, chuyên gia người Úc không cho rằng Hà Nội sẽ giải quyết vấn đề này. Ông khẳng định, Việt Nam không bao giờ muốn thừa nhận những thiếu sót hoặc sai lầm và Việt Nam sẽ trùng lại Trước bất kỳ hành động nào làm suy yếu mối quan hệ của Việt Nam với Liên bang Nga. Ngay sau chương trình 60 phút được phát sóng, văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Mỹ đưa ra tuyên bố cho rằng hầu hết các cơ quan của cộng đồng tình báo đều kết luận rằng rất khó có khả năng kẻ thù nước ngoài phải chịu trách nhiệm về các sự cố sức khỏe được báo cáo. Tuyên bố này được kết luận sau một cuộc điều tra về các cuộc tấn công gây hội chứng Havana ở Cuba từ giữa năm 2016 đến năm 2018. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 1 tháng 4 ra thông cáo báo chí bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Việt Nam bỏ tù 5 nhà hoạt động tôn giáo người thượng và người Khmer Krom. Hôm 28 tháng 3 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắc tuyên án tù 13 năm và 5 năm quản chế đối với thầy truyền đạo người ED là Ygritte Bia, thuộc Hội Thánh Tinh lành đấng Chris Tây Nguyên, về tội danh phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc theo Điều 116 của Bộ Luật Hình sự. Trước đó, vào ngày 26 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã kết án nhà hoạt động về quyền tự do tôn giáo Nay Y Plan, người ED, với bản án 4 năm 6 tháng tù giam về tội danh, lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ba người Khmer Krom là Tô Hoàng Trương, Thạch Cương và Danh Minh Quang cũng đều bị các tòa án ở Việt Nam trong tháng 2 và 3 vừa qua kết án tù với các mức án tương đương là 4 năm, 3 năm 6 tháng tù, với các cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết, Chúng tôi đặc biệt quan ngại về việc kết án tù 13 năm đối với ông Y. Greg người đã cất tiếng nói ôn hòa vì tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam. Chúng tôi cũng tiếp tục quan ngại trước các án tù nhiều năm đối với các ông Nay Y. Plan, Danh Minh Quang, Thạch Cương và Tô Hoàng Chương vì cổ vũ một cách ôn hòa cho nhân quyền, bao gồm quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định trong thông cáo báo chí, Chúng tôi kêu gọi Việt Nam tôn trọng quyền thực hiện tự do bày tỏ ý kiến, lập hội và tôn giáo hoặc tín ngưỡng của cá nhân. Chúng tôi tái khẳng định kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ bất công. Cơ quan điều tra thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai về vụ anh Vũ Minh Đức chết khi làm việc với công an huyện Long Thành. Mạng báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 1 tháng 4 dẫn nguồn riêng về tin vừa nêu. Như AFA đã loan, Hồi sáng ngày 22 tháng 3, ông Vũ Minh Đức, 31 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú tại Tam Phước, thành phố Biên Hòa, cùng vợ và anh trai đến trụ sở công an huyện Long Thành theo giấy triệu tập với mục đích làm việc về một vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã An Phước. Hồi đầu tháng 10, 2023, người ký giấy triệu tập là nữ đại úy Thái Thanh Thương, phó đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội của công an huyện Long Thành. Thân nhân cho biết ông Vũ Minh Đức được đưa vào phòng làm việc lúc 10 giờ 30 phút sáng, Ngày 22 tháng 3, vợ và anh trai ông này bị yêu cầu ra ngoài. Đến 13 giờ cùng ngày, điều tra viên gọi điện yêu cầu vợ ông Vũ Minh Đức đến trụ sở công an để ký một số giấy tờ liên quan bệnh lý. Khi người vợ đến, điều tra viên cho biết ông Đức bị ngất xỉu khi lấy lời khai nên phải đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Long Thành để cấp cứu. Thân nhân ông Vũ Minh Đức đến bệnh viện đa khoa huyện Long Thành và nhận được thông báo người này đã phải chuyển lên bệnh viện trợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Tại bệnh viện chờ rẫy thành phố Hồ Chí Minh, gia đình được thông báo ông Vũ Minh Đức đã qua đời lúc 21 giờ 30 trong cùng ngày với kết luận đa chấn thương, có những vết bầm trên thân thể. Gia đình sau đó có đề nghị Viện Pháp y Quốc gia phối hợp với công an tỉnh Đồng Nai, công an huyện Long Thành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân khiến ông Vũ Minh Đức tử vong. Vào ngày 25 tháng 3, gia đình đã nhận xác ông Vũ Minh Đức về mai táng Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vào ngày 24 tháng 3 ký quyết định đình chỉ nữ đại úy Thái Thanh Thương, phó đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội của Công an huyện Long Thành. Hiệu trưởng trường cao đẳng y tế Quảng Nam, ông Huỳnh Tấn Tuấn và nguyên hiệu trưởng trường này ông Nguyễn Ba bị khởi tố theo cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, khiến ngân sách nhà nước thâm hụt hàng chục tỷ đồng. Tượng tá Hà Kế Xuyên, trưởng phòng cảnh sát kinh tế thuộc Công an tỉnh Quảng Nam, vào ngày 1 tháng 4 thông báo các biện pháp vừa nêu đối với hai ông Huỳnh Tấn Tuấn và Nguyễn Ba. Trong cùng vụ này còn có kế toán trường cao đẳng y tế Quảng Nam và một giám đốc doanh nghiệp liên quan. Cơ quan chức năng cho biết trong hai nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, Trường cao đẳng y tế Quảng Nam sử dụng kinh phí vượt so với số lượng tuyển sinh đào tạo hơn 23 tỷ đồng. Đơn vị trực thuộc trường cao đẳng y tế Quảng Nam là bệnh viện đa khoa cũng thực hiện kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt trần, vượt tổng mức giai đoạn 2016-2020 là hơn 12 tỷ đồng. Nợ tiền của các đơn vị cung ứng thuốc để khám chữa bệnh giai đoạn 2016-2020 là 9,4 tỷ đồng. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam chậm khắc phục hậu quả và đến nay phần lớn số tiền sai phạm không thể thu hồi được. Truyền thông nhà nước cho biết tính đến nay, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam nợ 6 tháng lương của 114 người lao động với hơn 5,7 tỷ đồng. Vào sáng ngày 2 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ họp với trường cao đẳng y tế Quảng Nam để tiếp tục tháo gỡ những khó khăn vướng mắt tại cơ sở này. Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam bà Trần Thị Kim Hoa thừa nhận tình trạng nợ lương và công tác cán bộ tại trường cao đẳng y tế Quảng Nam cần phải giải quyết sớm. Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Phú Thọ vào ngày 1 tháng 4 thông báo các biện pháp khởi tố bắt giam 4 người tại địa phương này, theo cáo buộc có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của Shopee, theo Điều 290 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015. 4 người bị khởi tố và bị bắt giam gồm Lưu Thành Luân, sinh năm 1998, trú tại Bác Sát, Lào Cai, Tẩn Anh Hiệp, sinh năm 1998, trú tại Bác Sát, Lào Cai, Lê Văn Hiếu, sinh năm 1984, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội, Dương Văn Chính, sinh năm 1996, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, từ tháng 11 năm ngoái, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an Việt Nam phát hiện một số hội nhóm trên mạng xã hội trong và ngoài địa bàn tỉnh Phú Thọ kêu gọi việc đặt đơn ảo và người thực hiện việc đặt đơn ảo sẽ được trả công cũng như app voucher giảm giá khi mua hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee. Thủ đoạn của các hội nhóm là cấu kết giữa người bán, người mua, nhân viên giao nhận tại các công ty chuyển phát và các đối tác tiếp thị liên kết người bán có đăng ký, mở tài khoản trên sàn thương mại điện tử Shopee. Qua đơn hàng ảo, các hội nhóm tạo ra các giao dịch ảo với giá trị hàng chục tỷ đồng, rồi thông qua đó thực hiện chiếm đoạt giá trị các mã giảm giá mà Shopee tài trợ cho người mua hàng trên sàn của hãng này. Theo kết luận ban đầu của công an, những hội nhóm đó có hành vi lừa đảo theo thủ đoạn mới, chuyên nghiệp, tinh vi với quy mô mở ra toàn quốc Việt Nam. Cơ quan chức năng khuyến cáo mọi người không nên tham gia các hội nhóm đặt đơn hàng ảo trên các nền tảng mạng xã hội gồm Facebook, Zalo, Telegram qua chào mời việc nhẹ lương cao. Hẹn gặp lại quý vị trong điểm tin ngày mai. Chúc quý vị một buổi tối bình an.